Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật. Cùng chư Tông Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thâm Má Chát Trí. Và cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Quát Thanh Á, kính chào anh chị Phan Văn Niêm, mến chào Sích Trần Đạo, kính chào Arobon, Arobon, kính chào Maha Rá Chá, mến chào Sích Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào Sương Võ, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Trang Thư, mến chào Thi Lâm, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thêm tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng cảm ơn Minh Bách Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Dạ, đồng hồ của con thì còn 2 phút nữa, nhưng mà con đã thỉnh được Ngài Trì Siêu, Ngài sẽ giao giảng ngày mai. Nên Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trong khi chờ đợi Ngài Trì Siêu vào để mình không có bị mất thời gian. Dạ, quý vị có đồng ý với Nhật Quỳnh không? Dạ, đồng ý với Nhật Quỳnh là mình thỉnh Pháp Sư bây giờ không? Dạ, cảm ơn. Cảm ơn Rạng Đông và cảm ơn Vinh Quá Tha Ná. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacaloka thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi qua răng a ya cha tha san ti tha sát tập ba ra chấp ca cha ti ca đề sê tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê rim vi na yánh cha ca yăng su tan cha băng thăng a phi thâm ma châm măng a cô ta yánh tô ta tu sạch cha đăng đăng ba bơ tha nay dê ba ri sa ya mắt chê ăn sa ham ba tỳ đâm ma và ga quanh tăng a ya cha tha tuấn hi pha quê na tăng bùa thơ cà ruồn nhẹ na thì qua xa già tánh ha bùa tha ya ba nê na mi ga đa dân ta tô ga tô bánh cha quát gia ba giờ nay dê a mang ba dê si tham ma tô ta tô ba phu ti sam bu tho a nu na tham ma đê sa năng mat ya wa sa ni đê si si sa ta nan a tha sik tha cần tê na sa thu ai giờ phân tê tê sê tu thâm ma đê sa năng sa ba di tha ba ri sa ya a nu cầm bấm bi ca ta quên
Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đảo giải đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo càng hoan hỷ. Cho trong giây lát chắc ngài có chút gì bận nên ngài chưa kịp vào room. Dạ, đồng hồ Nhục Bình đã lớp 3 phút rồi. Và dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ. Phú mến chào Phú Biển. Phú Biển ơi, có thể điện thoại cho ngài dùng Nhục Bình không Phú Biển? Tại vì lúc nãy Nhục Bình đã con thấy ngài vào rồi. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ ngài Tỷ Siêu vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, chào quan. Dạ, con kính bạch ngài, nếu ngài nghe được âm thanh con á, thì con xin được bạch với ngài là cái ngày 11 tây đó bạch ngài, thì ngài giảng về phần sự chứng đắc thần thông thắng trí do thiền và 10 đề mục biến xứ. Nhưng mà ngài giảng tới cái đề mục mà hư không thì đường nét của ngài bị trục trặc. Dạ, nên bây giờ con lúc nãy ngài cũng nói là để cho đạo tràng ôn lại, thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỷ Siêu từ bi dẫn ôn lại bài học mấy tuần trước mà chúng con học dở dang. Và con cung thỉnh ngài, nếu ngài nghe được âm thanh con, ngài cho con xin tín hiệu để con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, ngài mới vừa vào đạo tràng, con không biết đường nét của ngài có ổn định không ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, nếu đường nét của ngài ổn định, ngài cho con xin tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Ma Gia Mô Sang Khaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức Phật, chào tất cả quý Phật tử. Thời gian chúng ta nghỉ Tết và tiếp đến là chúng tôi bị
rộn với tăng sự của Hòa Thượng Giác Chánh. Mãi cho đến hôm nay chúng tôi mới trở lại với cái lớp khóa của Kinh Dương Đề giảng từ môn Thân Tịnh Đạo. Nghĩ đã lâu nên hôm nay trước khi chúng ta tiếp tục học cái bài vừa rồi gián đoạn, chúng ta hãy ôn lại cái nội dung về Thân Tịnh Đạo. Ở đây thưa quý vị, Thân Tịnh Đạo là một tác phẩm do Ngài Buddha Khô Sáng đã viết. Với cái trí đa văn, thông hiểu tâm tạng và thuộc lòng tâm tạng, nên Ngài Buddha Khô Sáng đã soạn thành một quyển có tựa đề là Thân Tịnh Đạo. Có nghĩa là con đường đưa đến thanh tịnh niết bàn. Và nhắc đến con đường đưa đến thanh tịnh là niết bàn thì Ngài Buddha Khô Sáng cũng có dẫn chứng. Đức Thế Tôn thuyết rất nhiều pháp môn để đưa đến niết bàn. Như sĩ dĩ Ngài Buddha Khô Sáng, Ngài chọn lấy cái đề tài Thân Tịnh Đạo qua cái câu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài dạy. Người có trí trú giới, thu tập tâm và tuệ, diệt tâm và thận cận, tỷ kheo ấy thoát triền. Sở dĩ Ngài bình giải cái câu Phật hôn đó, nó trở thành một tác phẩm Thân Tịnh Đạo bất hủ, là vì do cái lời yêu cầu của cái vị vua xã Tích Lan, vị trưởng lão Sải Vương, khi được Ngài Buddha Khô Sáng từ Ấn Độ theo thuyền nhân đến đảo Thích Lan và xin được diện kiến thì Ngài Sải Vương muốn thử cái trí tuệ của vị đó, của Ngài Buddha Khô Sáng, nên đã lấy cái câu hỏi của một vị chư thiên hỏi Đức Phật và được ghi lại ở trong Tư Cư Bộ Kinh. Vị chư thiên ấy hỏi Đức Phật rằng là nội triền và ngoại triền, chúng sinh bị triền phược, câu hỏi Gotama, ai thoát được triền này? Thì Ngài Sải Vương Tích Lan, Ngài lấy cái bài kệ của vị trời đó
để làm câu hỏi cho tôn giả Bút Thất Vô Sát. Tôn giả Bút Thất Vô Sát người rất là quen thuộc tinh thông kinh điển, cho nên nghe hỏi cái câu hỏi là kệ ngôn của vị trời vấn đạo Đức Phật, thì ngài đã ứng đối mau chóng. Ngài lấy ngay cái bài kệ mà Đức Thế Tôn đã trả lời cho vị chư thiên, lấy bài kệ đó để trả lời cho cái câu hỏi mà vua Sải vừa nêu. Người có trí chú giới, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát trì. Nghe qua, vị vua Sải Thích Lan rất là cảm phục, hoan hỷ. Không ngờ cái trí tuệ của vị Phật tăng này lại bén nhạy và trí nhớ nhớ sắc bén như vậy. Cho nên ngài Sải Vương mới yêu cầu trước khi cho phép hiện giảng vào trong đại tự để lấy tâm tạng và tiếp Tích Lan làm cái công việc theo cái nguyện vọng, thì trước khi làm cái công việc đó, hiện giả của Thân Cô Sát hãy viết cho tôi xem một cái tác phẩm nói về con đường đưa đến Niết Bàn, mà dựa trên cái bài kệ Đức Thế Tôn đã trả lời cho vị trời. Ngày Bút Thất Vô Sát, ngày tuân mạng, và trong đầu của ngài đã lập ra được sẵn sàng bố cục. Thì ở đây trong cái bài này, cái việc tu tập để thoát triền, tức là khi đạt đến Niết Bàn, trước hết là trú giới, rồi tu tập tâm, tu tập tuệ bằng cái sự tinh tấn nỗ lực, thì tỳ kheo sẽ thoát triền. Vì vậy cho nên ngài Bút Thất Vô Sát ngài mới viết Thanh Tịnh Đạo, cái phần đầu là nói về giới, xin lấy đi đi xô xỉn minh về giới. Phần giữa là ngài xỉn minh về định sắc mặt thí đi đi xô, và cái phần thứ ba là ngài xỉn minh về tuệ bên nhà đi đi xô. Chỉ có ba cái pháp môn là giới định tuệ thôi, nhưng mà ngài Bút Thất Vô Sát ngài đã giải thích, đã dẫn chứng từ ở trong nhiều kinh điển như Trung Bộ, Trường Bộ, Tương Ương Tăng Chi và Tiểu Bộ Kinh, luôn cả Luật Tạng và Phi Diệu Pháp nữa, cho thấy rằng cái bộ Thanh Tịnh Đạo chẳng những có cái chiều rộng mà có chiều sâu. Các sứ quốc giáo ngoài Thích Lan ra thì có Miến Điện hay là Thái Lan, Campuchia, họ đều xem cái
Vua Suthimaka thành tịnh đạo đó là một cái vị tam tạng tối lượng và là cái vị cẩm nang tu học của các vị tỳ kheo. Thậm chí ở bên Myanmar, Miến Điện đó, người ta quý cái bộ Visuddhimagga đến nỗi mà chưa tăng đưa vào danh sách của những tập tiểu bộ kinh của Đắc Ca Đi Ca Giá thuộc chánh tạng, để đưa vào luôn nữa. Milindapanha Na Tiền Vấn Đáp, Nghị Tiền Vấn Đáp cũng được đưa vào trong đó. Những cái tác phẩm đó mặc dù chú giải hay là hậu sớ giải, nhưng mà cái chiều sâu của những cái quyển sách đó nó không phải là đơn giản. Thì cái bộ Milindapanha đó, Mi Tiên Bất Đáp đó, được thuyết bởi một vị A-la-hán là Nagasena. Còn Visuddhimagga thành tịnh đạo mặc dầu được viết bởi một vị tỳ kheo còn phàm phu, nhưng mà với cái sự thông tuệ của vị đó, Chư Tăng vẫn quan hỷ chấp nhận. Rồi thưa quý vị, trong cái phần đầu vị giới thì Ngài Bố Thân Cư Xá trong Thân Tịnh Đạo có nhắc đến giới cũng như là cái đầu. Của thiện pháp, đầu mối của thiện pháp, đó là nền tảng của sự tu tập. Muốn tu tập thiền định, trước hết là phải an trụ giới. Và trong cái phần giới này thì Ngài Tất của Sáng Ngài đã đưa ra rất nhiều loại giới, từ giới một chi, giới hai chi, giới ba chi, giới bốn chi, giới năm chi. Nhưng mà Ngài đặc biệt thì nhấn mạnh đến là giới bốn chi. Trong đó giới bốn chi tức là tứ thanh tịnh giới. Một, Pratimokkhasanvara Sila là giới thu thúc luật nghi. Là vị tỳ kheo thu thúc trong giới bổn dựa vào luật tạng là 227, học giới của tỳ kheo 311, học giới của tỳ kheo ni. Ngoài ngày buổi thức sáng này và những chính là vì ấy phải thành tựu được
vì người tế hạnh và thành tựu được cái hạnh xứ Gocchara Sambandho, vâng. Không dừng lại ở đó, mà vị tỳ kheo sau khi thu thúc dưới bổn rồi, vị này phải thu thúc lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi mà tiếp xúc với cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh việc, cảnh xúc, cảnh pháp, không nắm tướng chung, không nắm tướng riêng, do quy dân thấy nghe người đến đụng suy nghĩ mà tham ái vi sinh khởi, thì vị đó sẽ ngăn chặn ngay từ chỗ mắt tai mũi lưỡi thân ý, thấy nghe người đến đụng suy nghĩ, không để cho tham đắm cảnh, mà cũng không để cho cái tâm sân giận đối với cảnh. Tiếp tục cái sự hoàn hảo về giới của một vị tỳ kheo là vị đó hành trì cái giới nuôi bạn thanh tịnh, gọi là Achiva Parisuddhi Sila. Có nghĩa là vị tỳ kheo chỉ đi khất thực, danh chánh ngôn thuận, và người ta cho cái gì thì ăn cái đó, ăn vừa đủ vừa phải, ăn tiết chế để mà nuôi thân, không vì cái sự nuôi sống này mà vì tỳ kheo giữ giới hay là thu thúc lục căn để cho gợi ý cho đàn na tinh thí họ quan hỷ, họ trong sạch, họ cúng dường. Thì như vậy giữ giới tốt, thu thúc lục căn tốt, nhưng mà phải có thêm cái nữa là nuôi mạng thanh tịnh. Thì như vậy ở vị tỳ kheo mới không có bị hư hỏng do kiêu mạn với giới và cả hạnh thu thúc của mình. Vị tỳ kheo nuôi bạn thanh tịnh là biết từ bỏ năm ức ác và biết cách không có vi phạm sáu cái học giới mà Đức Thế Tôn đã chế định, năm cái pháp ác như là cái sự nịnh bợ, thí chủ hay là xảo trá, lừa gạt, hay là làm bộ tịch
giả. Thì như là bình thường thì mình không có thu thúc, nhưng mà hãy thấy người khác đi đến chùa thì là bộ mình thu thúc trang nghiêm, cốt để người ta ngưỡng mộ và người ta kính trọng cúng dường, hoặc là dọa hãm người khác khiến người ta sợ mà người ta cúng dường cho mình ăn, hoặc là lấy lợi cô lợi, đó là năm cái pháp ác từ cái alapana cù hình lá đi mất tích cá đi bị sức cá là phê là phần và thích chất gì à? Năm cái pháp ác phải bỏ. Còn sáu cái điều giới mà Đức Phật đã chế định có liên quan đến vị nuôi mạng, vị tỳ kheo không, vị tỳ kheo nào mà vì cái nhân nuôi mạng mà khoe pháp bậc cao nhân, khoe pháp bậc cao nhân mà mình chưa đắc chưa chứng, nói cho người cư sĩ nghe để người cư sĩ họ tưởng họ tin lầm là vị này là vị thánh rồi họ cúng dường dồi dào. Vị tỳ kheo mà khoe pháp bậc cao nhân chưa chứng như vậy phạm bất công trụ. Hay là vì nuôi mạng cho nên vị tỳ kheo đứng ra làm mai mối để kết hợp cho nam nữ làm vợ làm chồng với nhau, để rồi người ta biết ơn cái ông mai mà người ta cúng dường cho cái thứ này thứ kia về phạm thân tạng. Hay là ở cái vị tỳ kheo biết rõ là những cái lợi lộc người ta cúng dường cho tăng, cố ý sang đoạt về lại cho mình cũng phạm ương đối trị. Hay là vị tỳ kheo khi không có bệnh mà đi xin những cái thức ăn là cứng lợi mềm thượng vị cho mình ăn cũng phẩm ơn đối trị. Mình ở cái chỗ nào nguy hiểm, đường xá trắc trở, nhưng mà vị tỳ kheo vì muốn để cho người cư sĩ họ đi đến là cúng dường, cho nên khó báo cho họ biết là con đường nguy hiểm để họ ra đi, trên con đường họ gặp cái sự cố bất trắc, thì như vậy phạm ưng phát lộ. Thì như vậy trong trường hợp này là vị tỳ kheo không vi phạm vào sáu học giới và không có thực hành theo năm cái điều ác liên quan đến cái sự nuôi mạng, thì như vậy gọi là vị tỳ kheo sống nuôi mạng thanh tịnh. Ngoài ba cái điều đó, vị tỳ kheo còn một cái giới nữa, tức là khi mà thọ dụng bốn món vật dụng phải có cái sự quán tưởng để cho tâm không có tham đắm. Bốn món vật dụng là y phục, vật thực, sàng tọa và thuốc trị bệnh. Khi mà có cái sự sử dụng về tứ sự này đó, vị tỳ kheo trước hết là phải tha túc phát trụ với khánh ác, tức là phải quán tưởng về nguyên chất của nguyên chất tứ đại của bốn vật dụng, chỉ là đất nước tự do thôi. Tiếp đến được gọi là particular,
bất chợt với khinh nát, tức là phải quán cho thấy cái vật vật dụng như là y phục, vật thực của vật, khi mà nó chạm cái thân thể trượt này thì nó trở thành vật gớm, hay là đang khi thọ dụng tăng khinh cá phải chơi với khinh ác, tức là đang khi thọ dụng quán tưởng cho thấy được cái tác dụng của bốn món như y phục để ngăn ngừa nóng lạnh, mũi bột rất rất gió nắng che thân, tránh hổ thẹn, không có, hay là vật thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để đẹp mình, mà để duy trì mạng sống, hỗ trợ phẩm hạnh, ăn sao để chỉ cốt là diệt trừ cảm thọ khổ đã có là sự đối, và ngăn ngừa những cảm thọ mới chưa sanh, đó là cái sự quá độ. Rồi lại nữa, vị tỳ kheo trong một ngày bốn món thực dụng mà thọ dụng xong rồi đó, mà chưa kịp bắn tưởng thì nội nhật đó hay là sắp sửa bước sang cái ngày mới, vì đó phải quán tưởng gọi là a tỳ tạp cái chân quê khánh nát, cũng quán tưởng như trên. Như vậy trong cái phần giới thì ngài Bồ Tát Khô Xá ngài đã trình bày tứ phần giới căn bản cái đời sống phẩm hạnh tu tập, rồi hết cái phần giới ngài có giải thêm về cái pháp đầu đà liên quan đến cái y phục, liên quan đến vật thực, liên quan đến trú xứ và liên quan đến cái sự tinh tấn. Nhưng mà cho dù nó có cái sự liên quan đến cái thứ này hay thứ khác, nhưng chung quy lại 13 cái pháp đầu đà nó giúp cho vị hành giả thành tựu được cái đức tính thiểu dục tri túc và tinh tấn. Mà những cái yếu tố thiểu dục tri túc và tinh tấn đó lại là một cái công cụ đắc lực để giữ giới. Bởi vì khi một người mà một vị tỳ kheo mà muốn giới được thanh tịnh thì vị này phải có lòng tàm quý, phải có sự tinh tấn, phải có sự hiểu biết cũng sâu sắc thì mới có thể giữ giới được. Cho nên cái đức tánh thiểu dục tri túc đó, đức tánh thiểu dục tri túc và tinh tấn của pháp đầu đà đó, sẽ giúp cho vị tỳ kheo này nào cũng chánh mạng giữ giới được. Và xong cái phần giới rồi thì ngài Bồ Tát Khô Xá ngài giải qua cái phần định. Định ở đây được phân biệt là cái định hiệp thế, chứ không nói đến pháp siêu thế. Định hiệp thế tức là định sắc giới, định vô sắc giới. Nhưng mà trong cái phần định đó, mặc dầu nó là thiện chỉ, nhưng nếu vị tỳ kheo mà tu tập đó,
và tu tập tâm. Athicitta là tăng thượng tâm. Vừa là định, nó là cái nền tảng thứ hai của con đường của đạo lộ sự giải thoát và niết bàn. Thì trong cái phần mà tu tập về định đó, thì ngài Phước Thắng Hồ Sáng ngài cố gắng trình bày hết sức chi tiết. Chẳng hạn như một vị hành giả muốn tu tập, thì phải thân cận với thầy giỏi, bạn hiền, và ở những nơi thích hợp để cho phát triển samadhi ở định. Lại nữa, một vị tỳ kheo, một vị hành giả muốn tu tập về định đó, thì phải bỏ đi, phải dứt bỏ đi những cái pháp chướng ngại. Pháp chướng ngại vướng bận như là về hội chúng, về lợi lộc, thân quyến hay là người gia đình hộ độ mình, hoặc là vương vấn đến. Những cái sự phương vấn này, như là về pháp học, hay là bị vương vấn bởi thần thông, cái đó nó cũng trở ngại tinh thần. Cho nên trước khi tu tập là phải dứt bỏ cái sự ràng buộc đó, cái sự vướng bận đó, mới an tâm mà tu tập được. Lại nữa, ngài Phước Thắng Hồ Sáng ngài còn cho biết rằng là mỗi một vị giả có cái tính giải tác, người nặng về tính ái thì phải hành địa mục gì cho thích hợp, một người nặng địa mục tánh sân hành địa mục gì cho thích hợp, một người nặng về cái tánh si phải hành theo địa mục nào thích hợp, người nào có tánh đức tin, tánh cả tin đó, thì phải thực hành cái đường một giới thích hợp. Có người họ nặng về cái tánh suy tầm, tức là tâm nghĩ ngợi buông lung, hoặc là có người nặng về cái tánh trí, tức là có cái sự thông minh khôn ngoan đủ đạt. Chính những cái này cũng là phải niệm cho vị đó. Nếu vị đó mà không có thực hành được cái đề mục tương thích đó, thì nó sẽ phản tác dụng. Cho nên một đoạn mà ngài Đức Khu Xá ngài
hướng dẫn cho tu tập là phải làm sao, phải biết rõ cái cá tính của mình và chọn cái địa mục cho nó thích hợp, thích hợp với cơ địa, thích hợp với cơ tánh của mình. Sau khi chọn cái địa mục thích hợp như vậy rồi, dứt bỏ được những cái vướng bận đó rồi, thì vị hành giả bắt đầu nắm lấy một cái địa mục mà mình đã chọn. Địa mục đó là một trong những cái địa mục mà được Ngài Bồ Tát Phật Sáng Ngài hướng dẫn. Trong đó 10 địa mục Kṛṣṇa, 10 cái địa mục Bất Mỹ, 4 địa mục Phạm Trú, 10 địa mục niệm về hơi thở, 2 địa mục niệm về thân thể trượt, 4 thiền, 4 địa mục vô sắc. Ngài còn gửi thêm 10 cái địa mục mặc dù không thiền nhưng mà cẩn định được đó, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiết, niệm Thiên. Và niệm tịch tịnh là Niết Bàn. Bộ địa mục đó thì khả dĩ giúp cho hành giả, nếu tinh tấn nỗ lực thì giúp cho hành giả đạt đến trạng thái cần định thôi. Upacara Samadhi, Ngài đã giải thích như thế. Cái sự chuẩn bị để tu tập định là như vậy. Rồi tiếp đến Ngài Bồ Tát Phật Sáng Ngài nói đến các đề mục mà tu tập như chúng tôi có trình bày. Vừa rồi chúng ta học trong cuối năm đó, lúc mà chúng ta đang bị trục trặc thì chúng ta cũng vừa hết cái phần 10 điều mục Kṛṣṇa, tức là cái phương thức tu tập về đất, về nước, về lửa, về gió, về màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hư không, ánh sáng. Ngày Bồ Tát Phật Sáng Ngài đã trình bày trước nhất là những cái điều một cách ngã với những cái công thức tu tập, Ngài dẫn chứng dài lắm. Xong rồi Ngài mới đúc kết lại cái đề mục quý sứ này nó sẽ đưa đến đắc thiện chứng nào, như là sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, sắc giới. Và những cái đề mục Kṛṣṇa này nó sẽ thể hiện được thần thông, và thần thông đó cần phải được hỗ trợ tu tập như thế nào, thì Ngài đã nói rõ cái đó. Vừa rồi chúng ta học về 10 điều mục Kṛṣṇa đó,
Thì tất cả những cái đề mục như là đất nước tụi gió, chúng ta đừng nghĩ rằng đó là cái pháp chân đế. Một cái pháp này là pháp tục đế, niệm Phật tác và nhận thiết pháp tục đế. Và 10 điều một biến xứ rất phổ thông. Vì do đó mỗi một điều một như vậy sẽ cho đắc chứng được thiền sắc giới. Còn các cái điều một khác mà chẳng hạn như 10 điều một bất mỹ chẳng hạn, thì những cái điều một đó thì nó không có đưa đến cái chứng đắc cao được, cái chỉ là đắc sơ thiền thôi, vân vân. Chúng ta sẽ học sau, chúng ta sẽ học từng tới. Bây giờ thì các vị ghi lại dùm cho là mười điều một bất mỹ. Tuần sau chúng ta sẽ học 10 điều một bất mỹ xuất phát. Hôm nay mở đầu cho cái năm học mới, lẽ ra chúng ta tiếp tục, nhưng mà vì nghỉ lâu quá chúng tôi sợ quên đi, sợ các vị Phật tử chúng ta quên, nên phải ôn lại cái nội dung ngay từ đầu cho đến tiếp nối là cái bài học của chúng ta. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc cái bài học ở đây. Kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rùm. Nam Mô A Di Đà. Aguanto sapa mangalang rakanto sapa dewata sapa buddha na pawena sada sati vawantu te. Aguanto sapa mangalang rakanto sapa dewata sapa dhamma na pawena sada sati vawantu te. Aguanto sapa mangalang rakanto sapa dewata sapa sangha na pawena sada sati vawantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được hành tựu mỹ mãn, cho được hành tựu mỹ mãn, cho được hành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Từ Siêu đã từ biên thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho nhật mình biết được tín hiệu. Dạ, con xin điên khuyết cho cô nghe pháp, có lẽ là cô không có chức máy. Dạ, này thật Ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni wa ya ni wa an ta lịch khe ta tha ca tăng đê qua ma nu su bu chi tăng bu thang nam ma sa na su wa thơ hộ tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni wa ya ni wa an ta lịch khe ta tha ca tăng đê qua ma nu su bu chi tăng tham mang nam ma sa na su wa thơ hộ tu ya ni tha ta ni sa ma ca ta ni phụ ma Ni wa ya ni wa an ta lịch khe ta tha ca tăng đê và ma nu su bu chi tăng sang khang nam ma sa na su wa thi ho tu hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ, ta được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được pháp sanh thành lợi. Hàng khu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu,
Hoàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau, mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cũng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đa có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Chư thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Năm Mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính tịnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Cư Tâm tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời để cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa dương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm pháp quốc kinh chuyên đề, nhất là chung quanh chùa Viên Giác, chùa Bủ Đức. Chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm pháp quốc kinh chuyên đề, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng huynh nhân ni ba na sa bát cha yo hồ tu. Y đăng huynh nhân ni ba na sa bát cha yo hồ tu. Y đăng huynh nhân ni ba na sa bát cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Tự Siêu. Quý ngài đã quang lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy thanh tịnh đạo cho chúng con được học, để chúng con được sự lợi ích ngay tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Tự Siêu thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm pháp cứu kinh chuyên đề thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 17:30 giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rung pháp cứu kinh chuyên đề được hoàn mãn tốt đẹp. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài, Nhật Bình kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiếng trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính chào tạm biệt đạo tràng, chúng con cũng xin phép được khép cửa rung trong vài giây tới ạ.